Bản tin sức khỏe số 9. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và cùng lắng nghe bản tin sức khỏe của Khỏe Tự Nhiên. Đầu tiên sẽ là những nội dung chính được phát trong chương trình hôm nay. Nạn nhân ngộ độc cồn công nghiệp vẫn không ngừng gia tăng. Bột ngọt có gây độc thần kinh và có nên thay thế bằng hạt nêm không? Đau đầu, chóng mặt có nên uống thuốc bổ não thường xuyên không? Phương pháp xoa bóp trị chứng táo kết ở trẻ. Và sau đây là thông tin chi tiết. Nạn nhân ngộ độc cồn công nghiệp vẫn không ngừng gia tăng. Trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của các bác sĩ, nhưng tình trạng sử dụng rượu không rõ nguồn gốc có chứa methanol, còn gọi là cồn công nghiệp, dẫn đến ngộ độc nặng vẫn tiếp tục được ghi nhận. Mới đây tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc methanol sau khi uống rượu trong cùng một đám giỗ người thân ở Bắc Giang. Những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có dấu hiệu phù não, huyết áp tụt, đồng tử giãn và tím tái. Xét nghiệm thấy tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng, nồng độ methanol trong máu là 79mg trên decilit. Bình thường, nồng độ chất này không có trong máu hoặc rất nhỏ sau khi ăn một số loại hoa quả và thức ăn lên men. Bệnh nhân được lọc máu, dùng thuốc giải độc và hồi sức cấp cứu. Mẫu rượu các bệnh nhân đã uống đã được mang tới Trung tâm Chống độc. Kết quả xét nghiệm cho thấy loại rượu này có chứa tới 26,16 độ là cồn công nghiệp methanol. Trong khi đó, thành phần rượu thông thường ethanol chỉ có 5,6 độ. Các bệnh nhân cho biết loại rượu này được gia đình mua qua mạng và trong đám giỗ có khoảng trên 20 người đã cùng uống loại rượu này. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, methanol là một hóa chất độc. Tất cả lượng methanol lưu hành trên thị trường hiện nay là từ sản xuất công nghiệp. Phương pháp cổ điển là từ lên men gỗ hoặc nhập khẩu cồn công nghiệp methanol cho các mục đích khác nhau, không phải để uống. Phần lớn trong công nghiệp và pha với xăng tạo ra xăng E5. Đây vẫn là vấn đề quản lý hóa chất độc hại. Lượng cồn công nghiệp methanol vẫn được lưu hành ngầm để pha chế, đóng chai thành rượu giả và gây ngộ độc. Thưa quý vị, có một loại gia vị được dùng trong bữa ăn của rất nhiều người Việt Nam, đó chính là mì chính hay còn gọi là bột ngọt. Mì chính là một chất điều vị rất phổ biến trong công nghiệp thực phẩm. Mì chính hay monosodium glutamate, viết tắt là MSG. Mặc dù được FDA công nhận là an toàn, tuy vậy, mì chính lại là một trong những phụ gia thực phẩm tệ nhất mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Thậm chí, đã có nhiều chuyên gia sức khỏe nhấn mạnh rằng mì chính còn nguy hại hơn cả rượu, nicotine và nhiều loại thuốc khác. Nó có thể gây nghiện và làm tổn thương não. Nghiên cứu cho thấy, mì chính có thể gây độc hại đối với thần kinh. Không chỉ là một gia vị đơn thuần như muối, tiêu mà là chất tăng cường hương vị cho thực phẩm, làm cho các đồ ăn có cảm giác tươi ngon hơn, mùi vị dễ chịu hơn, nó đánh lừa vị giác của nhiều người ăn. Khái niệm hội chứng nhà hàng Trung Quốc đã được đưa vào trong các tài liệu y khoa để chỉ những người bị phản ứng phụ sau khi ăn bột ngọt, với các biểu hiện như tê bì, tim đập nhanh. Ngày nay, hội chứng này được gọi là hội chứng bột ngọt. Tất nhiên sẽ có nhiều ý kiến cho rằng tự bản thân không có những hội chứng trên. Điều này có thể là do cơ thể bạn đã mất đi sự nhạy cảm đối với mì chính hoặc chưa đến giới hạn khiến cơ thể phản ứng. Đồng thời, sau một thời gian dài ăn mì chính, mức độ chịu đựng cũng tăng lên. Năm 1957, bác sĩ nhãn khoa Lucas và Newhall thuộc khoa tâm thần học tại Đại học Washington đã thử nghiệm mì chính trên động vật. Kết quả cho thấy 100% các tế bào thần kinh ở lớp trong võng mạc bị phá hủy hoàn toàn. Đến năm 1968, tiến sĩ Oni cũng thuộc khoa tâm thần học tại Đại học Washington đã lặp đi lặp lại các thử nghiệm này và cho thấy mì chính không những phá hủy các tế bào thần kinh võng mạc mà còn phá hủy các tế bào vùng não dưới đồi và các tế bào não ở các vùng lân cận. Cả hai nghiên cứu đều cho thấy sự tàn phá mạnh mẽ của mì chính tới não ở động vật mới sinh và chưa trưởng thành. Tiến sĩ bác sĩ Blaylock, bác sĩ giải phẫu thần kinh của Mỹ và tác giả của cuốn sách nổi tiếng Excitotoxin, The Taste Just Kill, tạm dịch những kích tố độc, hương vị chết người, đã cho rằng những tác động liên hệ thần kinh và các tế bào não của mì chính là vĩnh viễn, không vãn hồi được. Đồng thời cảnh báo, mì chính tác động đến vùng dưới đồi của não, từ đó khiến nhiều chức năng sinh lý bị sai lệch như gây ra thừa cân. Sự tổn thương các tế bào thần kinh ở các vùng não cũng chính là nguyên nhân gây ra các bệnh thần kinh như Alzheimer, Parkinson.
thậm chí là còn gây u não, ung thư não và các bệnh về thần kinh hiếm gặp khác. Do vậy, nhiều chuyên gia y tế khuyến cáo rằng bạn nên tránh xa được mì chính chừng nào hay chừng đó, đặc biệt là không nên dùng khi nấu ăn cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Vậy, có thể thay thế mì chính bằng hạt nêm hay không? Trước những thông tin về sự độc hại của mì chính, nhiều người tiêu dùng thực sự lo lắng và tỏ ra khá nhạy cảm, tìm cách để thay thế nó. Tuy nhiên, các nhà sản xuất dường như còn nhanh nhạy hơn, họ đã sáng tạo ra hạt nêm. Thực ra, đa phần các loại bột nêm, hạt nêm mà bạn thấy quảng cáo khắp nơi có thành phần gần như 100% là bột ngọt. Trong bảng thành phần của sản phẩm, nhà sản xuất cũng chẳng cần giấu giếm gì, ghi trên nhãn là chiết xuất từ xương và thịt là 2%, có chỗ là 1,8%. Tỷ lệ này có lẽ tương đương với một lượng thịt lớn hơn đầu ngón chân cái cho một lượng hạt nêm có trọng lượng 1kg, nếu như có 2% là thật. Những hạt bột ngọt màu trắng này đã bị chế lại cùng với chút ít các chiết xuất khác nhưng không rõ lai lịch thế nào. Vì vậy, mì chính và hạt nêm thực ra cơ bản đều không khác nhau nhiều. Với những dữ liệu trên đây, cùng với rất nhiều những công trình nghiên cứu chứng minh sự độc hại của mì chính, tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn rất nhiều tranh cãi, một phần bởi vì nó động chạm đến cả một ngành công nghiệp thực phẩm to lớn trên toàn cầu. Rốt cuộc thì bạn cần nắm được hai điều. Một là chúng ta dùng gia vị nói chung và mì chính nói riêng để cho món ăn hấp dẫn hơn, dễ nuốt hơn và ăn được nhiều hơn. Bởi vì chất lượng thực phẩm thô nguyên gốc ngày nay đã giảm sút rất nhiều so với thời ông bà ngày xưa. Chúng không có nhiều hương vị như trước nữa. Hai là mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính mình chứ không phải bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. Lựa chọn ăn gì, như thế nào là thuộc về cá nhân mỗi người. Ngay như với Cơ quan Quản lý Chất lượng Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, vốn được xem là rất quyền lực và uy tín, thì họ cũng đã nhiều lần phải đảo ngược lại các quyết định của mình khi ra lệnh cấm lưu hành và thu hồi lại các sản phẩm do chính FDA cấp phép và kiên quyết bảo vệ trong nhiều năm hoặc nhiều chục năm trước. Chuyển qua một chủ đề khác, có nên uống thuốc bổ não thường xuyên không? Với nhịp sống hiện đại vô cùng nhanh, con người càng ngày càng dấn sâu vào cuộc đua không hồi kết với thời gian. Đó chính là những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về suy nhược thần kinh, đau đầu, chóng mặt, stress hay nhức mỏi, v.v. Nhiều người đã tìm đến thuốc bổ não như một con đường đơn giản và ngắn nhất để tìm lại sự minh mẫn của não bộ và thể trạng mạnh mẽ cho bản thân. Tuy nhiên, thuốc bổ não chỉ là chất giúp thúc đẩy, duy trì nhịp độ và cường độ của dòng máu chảy về trung tâm điều khiển. Nhiệm vụ chính làm các động mạch được thư giãn và tránh những biến chứng do dòng máu lưu thông không đều xảy ra. Và chúng ta cũng cần chú ý rằng, khi sử dụng thuốc bổ não thì những yếu tố quyết định có ảnh hưởng tốt, xấu của thuốc lên cơ thể, đó là thể trạng, sức khỏe, sự mẫn cảm và độ tuổi. Thể trạng là yếu tố đầu tiên mà người dùng thuốc cần chú ý. Một số tác dụng phụ không mong muốn vẫn luôn xảy ra trong một số loại thuốc bổ não như sau. Thuốc có thể gây choáng váng, đau đầu, hạ huyết áp tạm thời, rối loạn giấc ngủ, chóng mặt, ói mửa, v.v. Nhiều người đã lạm dụng thuốc trong thời gian dài và có thể bị lệ thuộc vào thuốc, gây hội chứng tâm thần rối loạn tập trung. Nếu thời gian kéo dài, có thể gây rối loạn hành vi, suy nhược cơ thể, hoang tưởng và suy gan. Quý vị thân mến, bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc bổ cũng có thành phần phụ gia, đương nhiên là không nên lạm dụng. Thuốc bổ não chỉ nên dùng trong trường hợp suy nhược thần kinh hoặc người cao tuổi có chức năng não bộ kém. Những người khỏe mạnh không nên lạm dụng thuốc, thay vào đó là thường xuyên tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh và đầy đủ dưỡng chất. Và thông tin cuối cùng trong ngày hôm nay, Khỏe Tự Nhiên xin giới thiệu tới quý vị phương pháp xoa bóp trị chứng táo kết ở trẻ. Theo y học cổ truyền, ở trẻ nhỏ thì tỳ thường bất túc, nghĩa là hệ thống tiêu hóa, hấp thụ thức ăn và đào thải các chất cặn bã còn non nớt, dễ bị tổn thương, lâu ngày dẫn đến tình trạng khí hư và huyết kém. Khí hư thì sức co bóp của ruột bị giảm, huyết hư thì đại tràng không được nhu nhuận, từ đó dẫn đến chứng táo kết, táo bón. Táo kết là trường hợp trẻ đi ngoài rất khó khăn với lượng phân quá ít, rắn và khô hay khoảng cách giữa hai lần đi ngoài quá lâu so với bình thường tùy theo từng lứa tuổi. Thông thường trẻ táo bón là do chế độ ăn uống như uống ít nước quá hoặc dùng nhiều các loại sữa và thức ăn có tính nóng, theo quan điểm của Đông y thì rất dễ bị táo bón.
hoặc ở trẻ còn bú mẹ thì người mẹ ăn quá nhiều chất cay nóng truyền qua sữa làm cho tỳ vị của trẻ bị tích nhiệt, gây hao tổn tân dịch, cũng dễ tạo nên chứng táo kết. Ở những trẻ lớn hơn 2 tuổi, y học cổ truyền cho rằng táo bón có thể do khí cơ bị uất trệ khiến công năng tiêu hóa, thông sáng, đào thải thất thường, cặn bã tích lại gây nên. Trường hợp này, y học hiện đại cho là do các yếu tố căng thẳng thần kinh, rối loạn tâm lý gây nên tình trạng ruột bị co thắt mạnh. Do vậy, chúng ta nên xoa bóp cho trẻ theo quy trình cụ thể. Biện pháp đầu tiên đơn giản và quan trọng mà bất cứ bà mẹ nào cũng có thể thực hiện được là điều chỉnh lại chế độ ăn của trẻ cho phù hợp trên nguyên tắc đảm bảo đủ nước, giảm bớt hoặc loại bỏ các chất cay nóng, lặp lại cân bằng âm dương trong ăn uống theo quan điểm của y học cổ truyền. Cần hết sức tận dụng các đồ ăn, thức uống có nguồn gốc từ thiên nhiên, giàu chất dinh dưỡng, vitamin và đủ chất xơ, đặc biệt là các loại rau quả có tính nhuận tràng như rau lang, mồng tơi, chuối, cam, đu đủ, thanh long, v.v. Mỗi ngày 2 lần nên thực hành kiên trì và đều đặn theo các thao tác xoa bóp cho trẻ, cụ thể như sau. Đầu tiên là xoa bụng. Dùng đầu ngón tay trỏ, ngón giữa và ngón nhẫn xoa bụng trẻ nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ chừng 30 đến 50 vòng. Xoa lòng bàn tay. Dùng ngón tay cái xoa lòng bàn tay trẻ theo ngược chiều kim đồng hồ trong 2 phút. Y học cổ truyền gọi thao tác này là vận nghịch nội bát quái. Xoa bờ trong cẳng tay. Dùng hai ngón tay miết bờ trong cẳng tay từ khuỷu tay xuống cổ tay trong 2 phút. Y học cổ truyền gọi thao tác này là miết thoái lục phủ. Khi các biện pháp trên tỏ ra kém hiệu quả, có thể dùng thêm cho trẻ một lượng những bài thuốc dân gian có tác dụng nhuận tràng thông tiện như sau. Bài 1. Khoai lang 60g, đường phèn 15g, khoai lang gọt vỏ, thái mỏng, luộc kỹ, lấy nước rồi hòa đường phèn cho trẻ uống. Bài 2. Mật ong 20ml hòa với 30ml nước sôi uống nhiều lần trong ngày. Bài 3. Vừng đen 20g, mật ong 20ml, vừng sao chín, sát nhỏ, nghiền nhỏ thành bột, chế thêm nước nấu thành cao lỏng rồi hòa mật ong cho ăn hàng ngày. Trường hợp phân quá rắn, trẻ không thể tự đi ngoài được, có thể tạm thời dùng phương pháp thụt hậu môn bằng mật ong hoặc nước xác quả bổ kết như sau. Dùng bơm tiêm nhựa vô trùng bỏ kim 0,5-1ml mật ong hoặc nước xác bổ kết 1/2 quả bổ kết, bẻ vụn, xác với 10ml nước trong 2 phút để nguội. Bôi vào đầu bơm tiêm một chút dầu paraffin, đặt trẻ nằm nghiêng, từ từ đẩy đầu bơm tiêm vào hậu môn rồi bơm dịch thuốc. Sau chừng vài phút, trẻ sẽ đi ngoài được. Tuy nhiên, về nguyên tắc không nên lạm dụng phương pháp này vì có thể làm mất phản xạ đi ngoài tự nhiên của trẻ. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho những gia đình có con nhỏ. Và những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin sức khỏe số 9 của Khỏe Tự Nhiên. Để chăm sóc sức khỏe cho quý vị được tốt hơn, Khỏe Tự Nhiên đã từng chia sẻ với quý vị ở những bản tin các số trước, số điện thoại đường dây nóng. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào, hãy gọi điện thoại tới số 0962 940 455 hoặc 0911 337 155. Thời gian gọi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sau đó, các chuyên viên sẽ tiếp tục nhận câu hỏi và gửi sớm phản hồi lại từ các bác sĩ, chuyên gia của chúng tôi. Nguyên Ngọc xin kính chúc quý vị luôn luôn được mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm, theo dõi. Và nếu yêu mến chương trình, hãy đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại!